tiếp nhận nhiệm vụ cảnh sát khu vực của khu phố 2, phường 3, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 1 tháng 7 năm 2021. Thượng úy Mai Thế Lâm từ một người cảnh sát chưa hiểu rõ nhiệm vụ trở thành một chiến sĩ cảnh sát khu vực tiêu biểu của khu phố, nhận được sự tin tưởng của lòng dân. Tiếp nhận công tác với vị trí là cảnh sát khu vực khu phố 2, phường 3, quận 3 khi nước ta đang oằn mình dưới sức nặng của đại dịch Covid-19. Đồng chí Mai Thế Lâm nhanh chóng tiến hành rà soát khu vực, tìm ra điểm dân cư đang gặp khó khăn để kịp thời trợ giúp người dân trong giai đoạn đau thương lúc bấy giờ. Trong mắt người dân khu phố 2, đồng chí Lâm là một chiến sĩ cảnh sát gần gũi, nhiệt tình với tinh thần trách nhiệm cao. Đồng chí là người gần dân, sát dân nhất trong tất cả mọi nhiệm vụ với châm ngôn, đi từng ngõ, gõ từng nhà. Đồng chí rất là sâu sát với dân, đi xuống dân rồi từng nhà, đồng chí rất là tốt, rất là dân, rất là thương. Tuy là đồng chí mới về đây nhưng mà tôi rất là thấy hài lòng. Anh chia sẻ, đây là lúc mà tôi cảm nhận rõ nhất trách nhiệm của một chiến sĩ cảnh sát khu vực. Chúng tôi là người lắng nghe tiếng nói của người dân trực tiếp. Có những ngày tôi nhận được hàng chục cuộc gọi cần sự trợ giúp của người dân. Càng nghe tôi càng hiểu được người dân cần mình như thế nào. Từ khi trở thành cảnh sát khu vực khu phố 2, đồng chí Lâm đã và đang thực hiện các nhiệm vụ có tính cấp bách, ảnh hưởng trực tiếp đến an sinh xã hội và an toàn của người dân. Ngay khi nhận nhiệm vụ phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, đồng chí Lâm phối hợp cùng ban điều hành tổ đến nhà để vận động người dân đi làm căn cước công dân. Đồng chí luôn tận tình, kiên nhẫn hướng dẫn và cung cấp thông tin đến người dân chính xác qua các cuộc họp tổ dân phố, điện thoại, Zalo, đến tận nhà hướng dẫn và vận động. Những nỗ lực của đồng chí Lâm đã giúp 100% người dân cư trú trên địa bàn khu phố đã có căn cước công dân gắn chip, góp phần nhỏ vào công tác quản lý hành chính của việc hoàn tất xây dựng cơ sở dữ liệu về dân cư quốc gia. Với vai trò bí thư chi đoàn công an, đồng chí Lâm tích cực tham gia các công tác bảo vệ môi trường, giáo dục thanh niên khu phố, xóa bỏ các nhãn quảng cáo tín dụng đen, làm sạch đẹp hình ảnh khu phố để từ đó hình ảnh của đồng chí trong mắt nhân dân ngày càng đẹp, càng gần gũi và đáng tin cậy. Với những đóng góp đó, đồng chí Mai Thế Lâm đã nhận được sự tin yêu và tín nhiệm của người dân khu vực. Hình ảnh một chiến sĩ cảnh sát với nụ cười hiền và tinh thần nhiệt huyết đã giúp người dân nơi đây luôn an tâm và sẵn sàng hỗ trợ các phong trào của nhà nước nói chung, góp phần phát triển xã hội và đất nước.